Devanagamatika punyano anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ không địa cầu thiện ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực cõi nhiều, đồng sinh quan hệ Phật đều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyện thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thụ đạo màu tu hành tinh tận, nọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho siêu tăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai được lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại rạng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tận không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Yang chi ko sa la cam mang cắt tắp bằng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta san ni no ca tang quân nhà pha lăng mây hằng sập bê pha ghi pha hoàn tu tê chê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buồn nhà pha lăng ma già về cha ta ta na cha nan tí đề qua gần tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm ni về sắp ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta xa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà ngang. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn làm thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đền hầu mặt ngay. Có người làm phước được rài để đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhạc. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này, được thọ sanh nơi là cảnh. Y đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quắc ca dạ quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức mới vừa vào đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ tất cả quý sư, tất cả quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, phần
để bái tam bảo và thọ trì quy giới cũng vừa được hoàn mãn. Con kính cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni đã vào room để chứng minh cho chúng con được để bái tam bảo thọ trì quy giới. Và con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lệnh chư thiên lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Và phước báo nào có được trong ngày hôm nay, con cũng kính dâng đến tất cả ngài Thị Đức cùng với tất cả quý sư, quý Phật, quý bà, quý cô tu nữ. Và con cũng kính dâng đến đạo tràng Phật hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị luôn vui qua trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Bồ Tát Á. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mic trở lại cho ngài để ngài điều hợp chương trình hôm nay. Và con kính dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Hay Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Hay Ya. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Xin sám hối với đạo tràng ha. Đồng hồ hết pin, điện thoại hết pin, cho nên không có nghe reo, không nghe gì hết. Đây, mấy sư ở dưới mới chạy lên báo. Không biết có chuyện gì mà bây giờ chưa có lên lên room rồi này kia đó. Rồi giật mình thức dậy. Thấy thời gian thì thấy cũng hơi lố. Quý vị thông cảm ha. Trước tiên kính lễ tôn Đức Tăng. Chào quý Phật thú nữ. Mình chào Sít Mít Ta, Sít Tiên là xin chích không nhiều thầy chị em à, chị Tâm Hạnh, chị Thiện Vũ, chị Kim Nhung, đạo hữu Corona, chị Hồng Mai, chị Quang Thanh, Quỳnh Sang, Quỳnh học giáo pháp, chị Kim, đạo hữu Hư Không, có thiếu vị nào không ạ? Nếu mà thiếu thì cũng xin lỗi ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 95. Quý vị thấy câu Phật ngôn này ha. Rồi trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapparo Quý Chệ Tô Lô Cá Sá Sá Thài Chá Ná Đầm Mắc Phù Quý Đô Hoành Đà Má Hành Tần Ná Ra Phù. Cái này rất là Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tối Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng, Tứ Đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật Tần, đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Na Man Tha Sa Vi Na Ta Rô Cô Sa Pa Nhu Bu Tháp Pa Ti Phù Ti San Nhã Tu Hoàng Đà Ma Hành Tần Na Ra Phù. Cái này giác cần pháp bảo vi ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh hóa tan làm lập trường sinh để nhận Phật độ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang đảng cho thiên chúng gần gian cúng dường.
sân khô với sút thô sút cái ta sẽ xa quá cô sẽ khà sút cà mô quá cái thầm mà sẽ khắc cô niên đà bất sân xa đi na đá rô quá rô quanh đà mà hành tầng đá ra phù cái này rất cần tăng bảo trên mặt mặt đà tâm học nhân rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng huy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường rất là nó thấy giá tê chê nó sẽ kha mê ê tứ qua tha năng tác xa bi a nút qua quê nó sẽ hạ xa về nó sẽ chạch tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Phần Tán Dương Ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật Ngôn 95. Alo, quý vị thấy rõ không ạ? Thấy rõ ha? Ai sa tu sa tu. Câu Phật Ngôn 95. Bát tha uy sa mê nô ni ru cha ti. Bát tha uy sa mê sa mê sa mô để em biết nữa cho chữ mờ mờ đọc lại ha. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. Ai câu số 2. In đắc khi lù để kiểm tra lại quý vị ha. In đắc khi lũ bà mô ta đi sắp bà tổ sao này, chỗ này có nhiều cái rắc rối ngủ về kể không kiếm ra bài vở lúng túng cổ đế vì thông cảm tại vì chuẩn bị trước thì có thời gian làm đi cà phê mắt mắt sáng và trễ giờ chưa uống cà phê mắt mờ rồi đang chịu hả. Ai đọc lại nè, bây giờ thấy rồi nè. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. In đắc khi khi lù in đắc khi lù bát mô ta đi sắc bà tô ta đi sắp bà tô đúng rồi. In đã thi lô bà mô ta đi sắp bà tô. In đã thi lô bà mô ta đi sắp bà tô. Rồi con là hai câu này. Bất tha uy sa mô nô ni ru cha ti. In đã thi lô bà mô ta đi sắp bà tô. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. In đắc khi lù bát mô ta đi sắp bát tô. Bát tha uy sa mô nô ni ru cha ti. In đắc khi lù bát mô ta đi sắp bát tô. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Câu số 3. Câu số 3. Ra hát đồ quá a bê ta a bê ta ca cắt đá mô đúng rồi. Ra hát đồ quá a bê ta cắt đá mô a bê ta cắt đá mô đúng rồi.
ra ha đô quá a bê ta đắc cắt đa mô ra ha đô quá a bê ta cắt đa mô ra ha đô quá a bê ta cắt đa mô và câu cuối cùng. Câu cuối cùng sân xa ra chữ sân trên này thiếu dấu chấm rồi, xíu như Quỳnh ơi. Sân xa ra là luân hồi, sân xa ra na pháp quanh thi ta đi nô, sân xa ra na pháp quanh thi ta đi mồ. Alo, xíu như Quỳnh. À, chữ sân xa ra, đúng rồi. Ồ, chữ đỏ đỏ thấy nó sáng mắt thiệt. Nãy giờ chữ xanh lè, rồi đọc, đọc cũng xanh mặt luôn. Rồi, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh nhiều nhiều chữ đỏ. Bây giờ đọc lại cho nó sáng mắt rồi. Đọc lại ha. Xin lỗi bà con ha. Bà thao quỳ sa mô nô nê rô chắc kì in đắc khi lù bà mô ta đi sắp bà tổ. Đọc lần hai câu đi. Bà thao quỳ sa mô nô nê rô chắc kì in đắc khi in đắc khi lù bà mô ta đi sắp bà tổ. Bà thao quỳ sa mô nô nê rô chất in đắc khi in đắc khi lu ba mô ta đi sắp ba tổ. Câu ba câu bốn ra đồ quá bề ta cắt đa mô ra đồ quá bề ta cắt đa mô sanh xà ra na pháp quan tị ta đi nô ra đồ quá bề ta nam mô sanh xa ra na pha hoành thi ta di nô ra đồ quá a bê tắc tắc nam mô sanh xa ra na pha hoành thi ta di nô. Như vậy thì giọng kinh chúng ta chia làm hai câu ha. Hôm nay chắc đọc một hơi thì đọc không nổi, không sao. Thôi có người trong gương đọc thế rồi. Thôi đọc lần hai câu đi. Bà thao quỳ sa mô nô nê rô chất in đắc khi lù bà mô ta đi sắp bà tổ. Ra hạ đồ quá á bê tắc cắt nam mô sân xà ra ná phá hoành thí tà y nô. Lần nữa. Bà ta quỳ sa mô nô nê rô chất tì in đắc khi lù ma mô ta đi ma tô ra đô quá ạ bê ta cắt ma mô sân xa ra nã áo hoành tí và đi nô. Bài này kể sao đây, nó không có đồng đều nhau. Sao vậy đại? Bà ta quý sa mô nô lô chà kì nghìn đa kì lô bà mô ta đi sâm bà tổ ra đô quá bê xin lỗi ra đô quá a bê ta cắt đa mô sân xa ra na phá quân tì ta đi nô. À, này. Bà thao quỳ sa mô nô nê rô chà tì nghìn đa kì lù bà mô ta đi sâm bà tổ ra đô quá a bê ta cắt đa mô sân xa ra na phá quân tì ta đi nô. Bà ta quỳ sa mô nô nê rô chà tì nghìn đa kì lù bà mô ta tì sâm bà tô ra hà đô quá
bê ta tắc đa mô sân sa ra na pa quan ti ta đi nô như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn dơ, không luân hồi vì ấy. Rồi xà thủ xà thủ. Bàn tay hôm nay xích kim sao hỗn ha, đưa trước xích mi ta nha, nhỏ mà có vỏ hả. Rồi xin mời. Con xin kính, con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Không biết con cứ bấm vô thì con thấy nét xuống thôi thì con trả bài thôi. Chắc bữa nay con đi về trễ, con đói bụng, con bấm vô rồi mất công quá, cổ đọc sao đi. Sơ chữ phá ta quỳ hay là phá ta quỳ sa mồ hay phá ta quỳ sa mồ, nhưng mà con nghĩ là phá ta quỳ là đúng hơn, tại sư đọc hoài là chữ chữ quỳ, nhưng mà chữ quỳ cũng đúng nữa. Con nghe sư đọc là phá ta quỳ sa mồ, à con đọc theo nghe. À, con cúng dường sư cà phê nước sữa hùm lum hết trơn, sư từ từ sư sư uống cà phê uống nước rồi ăn bánh rồi sư rửa mắt hết, cho rồi cái sư khỏe rồi sư mới ngủ dậy mà ông già hơn 80 tuổi nó cũng rách gối lắm sư. Con trả bài nha sư, con không có hổn thì mất gì trơn, đọc trước đâu sao, trước sau gì cũng đọc thôi à. Từ truyền môn dục chữ vô trong miệng người ta không à, trời ơi trời nhổm trời ghê quá, nghe gùm gợn quá. Thôi đi con trả bài đi, cười hoài à. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 95. Trời sao giờ mắt con cũng mở vậy, để dụi mắt đi đã. Được rồi đó. À, quý vị nghe âm thanh tôi rõ không quý vị? Ủa sao không thấy ai cho vô vô à. Một, hai người nghe rõ, ba người nghe rõ. Rồi, bốn người, được rồi, dạ, dạ. Con xin trả bài, xin cảm ơn quý vị, đã, hơi nhỏ hả? Ôi mà sao? Ê, trời ơi, hơi để bự đi, để khác một chút đi. Nghe rõ hả? Hơi nhỏ. À, con xin trả bài kính Pháp Cú số 95. Thác ta quỳ sa mồ nồ quý rút chá tí in đá kỳ lù phá mồ tà bí xúc ba tồ. Rado wa ape ta khắc đa mô sang sức xà ra na phá hoành ti tà đi nô. Phá ta quỳ sa mô nô quý rút giá ti in đá kỳ lù phá mô tà bí xúc ba tô. Rado wa ape ta khắc đa mô sang xà ra na phá hoành ti tà đi nô. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Bá thá hai đoạn âm. Quy trường âm thông thường, xá đoạn âm, mô nô hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, rút trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Câu số 2, in trường âm nhắn, đá đoạn âm, khi lưu hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô ta hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, xúc trường âm nhắn, bá đoạn âm, đô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, và phân tích câu 3, câu 4. Thách bá tha quỳ sa mồ nồ quý rút chá tí in đá kỳ lù phá mồ tà đi xúc ba tồ ra ha đồ quá thề tá khắc đá mồ sẵn xà ra na phá hoàng tí tà đi nồ. Đọc lại lần nữa. Bá tha quỳ sa mồ nồ quý rút chá tí in đá kỳ lù ba mồ tà bí xúc ba tồ ra ha đồ quá áp thề ta khắc đa mồ sẵn xà ra ná phá hoàng tí tà đi nồ. Phân tích câu số 3. Rá há hai đoạn âm, đồ trường âm thông thường, quá á hai đoạn âm, thề trường âm thông thường, tá đoạn âm, khắc trường âm nhắn, đá đoạn âm, mồ trường âm thông thường. Câu cuối cùng hay câu cuối cùng, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lúc mà sư biên không có một ruồi, sau này sư sửa có một ruồi đó, thì nó là trường âm đọc theo một ruồi, không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Là chữ sang, xa ra hai trường âm thông thường, ná phá hai đoạn âm, quăng trường âm nhắn, ký đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4.
rồi đọc lại bài và ca kệ. Rahado wa athe takkadamo sansara napawantita dino patawi samo no virukjati indakhi lubamo tadisubbato rahado wa athe takkadamo sansara napawantita. Bây giờ đọc lại. Tha tha vi sa mô no vi rục cha ti in da ki lu pa mô ta di su pa to. Ra ha do wa a te ta khắc da mô sang sa ra na ta wa quang ti ta di no. Tha tha vi sa mô no vi rục cha ti in da ki lu pa mô ta di su pa to. Rahado wa apeta kakdamo samsara na pawantita dino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi, vị ấy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú số 95. Hơi nhỏ Thiên Vũ còn nghe nhỏ nữa không? Hồng Mai một em, vỗ tay vỗ chân một em thôi. Không có em nào nữa. Sư uống cà phê xong chưa sư? Sư núp lùm sư nghe con đọc. Sư thấy con có sai gì không? Còn kính xin sư sửa chữa cho con. Để con chỉ lỗi cho con. Để con sửa lại cho tốt đẹp hơn. Với lại làm cho đạo tràng thêm hứng khởi. Mê ly rùng rợn luôn sư. Chứ sư ngủ sẵn cò một giấc luôn. Chắc sư khỏe rồi đó. Hai người cho bông hoa. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Dạ, xin nhường máy là cho người kế tiếp như cô Mít Trà, ai cũng biết nữa. Ờ, rồi, ba bốn người Mít Trà nữa. Ừ, rồi, trả máy lên nha, cảm ơn. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu, nghe rõ. Dạ, trước hết kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ ngài Trị Đức cùng chư tôn đức quý bà và cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con tiếp theo đây con xin đọc câu Pháp Cú số 95. Dạ, như vậy hồi nãy giờ con nghe ngài cũng đọc là Quy, rồi cô Kim cũng đọc là Bá Thá Quy, vậy là con cũng đọc theo luôn. Và con thấy ở đây là Quý, bây giờ con cũng đọc theo ngài đi. Ngài đọc Quy, con đọc Quy. Bá Thá Quy Sa Mô No Quy Rút Cha Ti In Đa Khi Lù Ba Mô Ta Đi Súp Bá Tô Ra Ha Đồ Quá A Bê Ta Cát Đa Mô Sang sa ra na pha quanh ti ta đi nô. Nhưng mà bây giờ đọc là quy, thì khi phân tích thì lại là quý, rồi sao đây? Con vậy thôi, con phân tích theo bài đi, chứ giờ đọc là quy mà phân tích là quý. Vậy thôi, con phân tích theo bài. Bá Thá Quý là ba đoạn âm, xá đoạn âm nữa là như vậy, bốn đoạn âm. Ba tha quý xá mô nô, hai trường âm thông thường, quý đoạn âm rút trường âm nhân, chá tí hai đoạn âm, in trường âm nhân, đá đoạn âm, khi lưu hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô ta hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, súp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Bá tha quý sa mô nô quý rút cha ti in đa khi lưu ba mô ta đi súp ba tô ra hả hai đoạn âm, đô trường âm thông thường, quá á hai đoạn âm, bê trường âm thông thường, t
đá đoạn âm, các trường âm nhấn, đá đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa ra, hai trường âm thông thường. Ná phá, hai đoạn âm. Oanh, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Đí, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Ra ha đồ quá bê ta cách đa mô. Sang xa ra na phá hoành tí ta đi nô. Ba tha vi sa mô nô vi rốt cha tí. In đa khi lô ba mô ta đi sức ba tô. Ra ha đồ quá bê ta cách đa mô. Sang xa ra na phá hoành tí ta đi nô. Ba tha vi sa mô nô vi rốt cha tê in đa khi lô ba mô ta đi sụp ba tô. Ra ha đồ va a bê ta cắt đa mô sang sa ra na pha hoành tí ta đi nô. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi. Vì ấy, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà tha vi sa mô nô vi rút cha ti in đa khi lô bà mô ta đi sấp ba tô. Ra đô qua bê ta cắt đa mô sẵn xa ra na vào anh ti ta đi nô. Bà tha vi sa mô nô vi rút cha thi in đa khi lô bà mô ta đi sấp ba tô. Ra đô qua à bê ta cắt đa mô sang sa ra na và quản tê ta đi nô. Dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý chị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ con kính mời ạ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Thì nãy á, đi chế cà phê, thì mình không nghe chiếc kim đọc nói cái gì hết. Nhưng mà bây giờ qua chiếc meta, thì cái chữ mà bát tháo quy sa mô chứ không phải quý ha, bát tháo quy là đắp, sa mô sa má là quý như đắp, chữ bi ma sa má cái là ngắn quý như. Rồi cái chữ này nó tương đương với chữ upamo, quý như, tựa như, dường như. Cho nên ở đây là bát tháo quy sa mô, bát tháo quy sa mô chứ không phải là quý ha. Siết mê ta thắc mắc chính xác, nhưng mà bát tháo quy chứ không phải đọc là bát tháo quý. Bát tháo quy là đắc ha. Rồi chỉ có chừng đó thôi, quý vị đọc mà quý vị còn nghi ngờ thì cũng khó lắm, cho nên phải dứt khoát chỗ này. Bát tháo quy là đắc, sa mô là ví như. Rồi chữ upamo cũng là ví như nữa. Rồi như vậy là sĩ kêu hả, trời ơi đọc hồi nãy không thèm nghe, bởi vì đi chế cà phê mà bây giờ nó đúng, ai tin đây. Rồi mời sĩ Kim Nhung tiếp tục ha. Alo, alo ạ. Đúng
đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Ngôn số 90. Bata vi sa mô no vi ru cha ti in da khi lô pa mô ta di so pa to ra ha do wa a pe ta ka da mô sang sa ra na pa wan ti ta di no. Bata vi sa mô no vi ru cha ti khi lô pa mô ta di so pa to Raha do wa ape takat damo sang sa na pha hoàn ti ta di no. Như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hộp không bùn nhơ, không luân hồi, vị ấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin phân tích. Bá thá là hai đoạn âm, quy là trường âm thông thường, thường xá là đoạn âm, mono là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, in là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, khi lu là hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, mô ta trường âm thông thường, đí là đoạn âm, súp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ba tha vi sa mô no vi ru cha ti in da khi lu pa mô ta di so pa to. Ra há là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, p là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ra là hai trường âm thông thường, á phá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Ra ha đồ wa a bê ta ca đa mô sang sa ra na pha quan ti ta đi no. Bata vi sa mô no vi ru cha ti in ni lu pa mô ta di so pa to ra ha do wa a pe ta ka da mô sang sa ra na pha wan ti ta di no. Bata vi sa mô no vi ru cha ti in da khi lu pa mô ta di so pa to ra ha do wa a pe ta ka da mo sang sa ra na pha quan ti ta di no. Ba tha vi sa mo no vi ru cha ti in da khi ba mo ta di su pa to Raha do wa apeta kat da mo sang sarana wanti ta di no. Như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi, vị ấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, con xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 95. Ba tha vi sa mô no vi ru cha ti in da khi lu pa mô ta di su ba to Raha do wa a be ta kat da mo sang sa ra na pha quan ti ta di no. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Bá thá, hai đoạn âm, quy, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, mô, nô, hai trường âm thông thường,
quý, đoàn âm, rút, trường âm nhấn, trá, tí, hai đoàn âm, in, trường âm nhấn, đá, đoàn âm, khi, lu, hai trường âm thông thường, tá, đoàn âm, mô, ta, hai trường thông thường, đí, đoàn âm, xúc, trường âm nhấn, bá, đoàn âm, tô, trường âm thông thường. Ba tha vi sa mô no vi rút cha ti in đa khi lu pa mô ta đi xúc ba tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Rá, há, hai đoàn âm, đô, trường âm thông thường, quá, á, hai đoàn âm, tê, trường âm thông thường, tá, đoàn âm, cát, trường âm nhấn, đá, đoàn âm, mô, trường âm thông thường, xăng, trường âm đọc theo dọc nguyên âm, sa, ra, hai trường âm thông thường, ná, phá, hai đoàn âm, quan, trường âm nhấn, tí, đoàn âm, ta, trường âm thông thường, đí, đoàn âm, nô, trường âm thông thường, ra ha đô quá ác tê tắc cắt đắc mô sang xa ra na phát hoàn tí ta đi nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 95. Ba tha vi sa mô nô vi rút cha ti in tắc hi lu phát mô ta đi xúc ba tô. Ra ha đô quá ác tê tắc cắt đa mô sang sa ra na phát hoàn ti ta đi nô. Pa tha vi sa mô hô nô vi rút cha ti in đa khi lu pa mô ta đi su ba tô. Ra ha đô wa ha pen sa ra na ha phát hoàn ta đi nô. Như đất, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Sư Trí Đức kính là lễ với cha, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Và con xin đọc câu pháp cú số 95. Patha vi sa mô no vi rút cha ti in đa khi lu pa mô ta di sup ba tô ra ha đô wa áp bê ta cát đa mô sang sa ra na pha hoàn ti ta di nô. Patha vi sa mô no vi rút chát in đa khi lu pa mô ta di sup ba tô ra ha đô wa áp bê ta cát đa mô sang sa ra na pha hoàn ti ta di nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Pa tha hai đoạn âm, vi trường âm thông thường, xá đoạn âm, mô nô hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, rút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, in trường âm nhấn, đá đoạn âm, khi lu hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, mô ta hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, xúc trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Bát vi sa mô no vi rút cha ti in đa khi lu pa mô ta di sup ta tô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Rá há hai đoạn âm, đô trường âm thông thường, quá á hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, tá đoạn âm, cát trường âm nhấn, đá đoạn âm, mô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ra hai trường âm thông thường, ná phá hai đoạn âm, quan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm,
nô truyền âm thông thường. Raha do wa ape takat damo samsara nathawantita dino. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 15. Bhatavi samo no virut jati indakhi lupamo tadisup bato raha do wa ape takat damo samsara nathawantita dino. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không hồi vị ấy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Pathavisa mono virucati indakilu pamotadisubbato rahadova apetakadamo samsana pavanti tadino. Pathavisa mono virucati indakilu pamotadisubbato rahadova apetakadamo samsana pavampita dino. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, con kính định lễ Bông Tâm Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính định lễ sư trí đức, con kính định lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Hôm nay con xin đọc và trả bài câu phân tích câu pháp cú số 95. Dạ. Bathavi samo no virucati indakhi lubamo tadisuppato sahado wa abe takatamo samsara napawanti tadito. Bathavi samo no virut indakhi lubamo tadisuppato rahado wa abe takatkadamo samsara napawanti tadito. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bathavi samo no virucati indakhi lubamo tadisuppato. Câu số 1, bá thá là hai đoạn âm, vi là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, mono là hai trường âm thông thường, vi là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Câu số 2, in là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, ki lu là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sức là trường âm nhớn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Raha do wa abe tatkatamo samsara nafawantita dito dino. Và câu số 3. Raha là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cát là trường âm nhớn, đá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, san là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ra là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, phá là đoạn âm, quanh là trường âm đọc được nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Bathavi samo no virucati indakhi lo bamo tadisuppano rahado wa abe takat
Namo Sambarana Vavandita Dino Bhatavi Samo No Virujati Indat Vikilo Bhamo Tadisupato Rahado Vaabe Takatamo Samsarana Vavandita Dito. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Bà thả vi sa mô nô vi rút cha ti in đa khi lưu bà mô ta đi súp bà tô ra hà đô hoa a bê ta căn đa mô sâm sa na pha văn tí ta đi nô. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, không có sai, con mong ngài và đạo tràng giúp cho sửa thử giùm con. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ bây giờ xin mời cô Lạc Lê. Dạ con kính đảnh lễ sư pháp trang vừa vào đầu tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con cảm ơn cô Niệm Từ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ đại đức pháp trang. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc câu kệ câu Pháp Cú số 95. Bà tha quý sa mô nô vi rút cha ti in đa khi lù ba mô ta đi chúc ba tô ra ha đồ quà áp bề tắc tắc cắt đa mô sam sa ra na pha ma pa quan ti ta di no. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vị ấy. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu 1. Bata visa mono virucchati. Và chữ bá là đoạn âm, chữ thá là đoạn âm, chữ quý là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ mô đường, chữ nô là trường âm thông thường, chữ quý là đoạn âm, chữ rút là trường âm nhắn, chữ chá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và câu 2. In đa khi lù pa mô ta đi súp pa tô. Chữ in là trường âm nhắn, chữ đá là đoạn âm, chữ khí là trường âm thông thường, chữ lưu là trường âm thông thường, chữ pá là đoạn âm, chữ mô trường âm thông thường, chữ ta là đoạn trường âm thông thường, chữ đí là đoạn âm, chữ súp là trường âm nhắn, chữ phá là đoạn âm. Và chữ phá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Và câu 3. Sa ha đồ wa a pe ta khat đa mô. Chữ ná là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ đô là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ phê là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ khách là trường âm nhắn, chữ đá là đoạn âm, chữ mô là trường âm thông thường. Và câu 4. Sam sa ra na pha quan ti ta đi đồ. Chữ sam là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ ra là đoạn âm, á là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ phá là đoạn âm, chữ quăng là trường âm nhắn, chữ tí là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ đí là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Và con xin đọc kệ. Bà tha quý sa mô quý rút cha ti Inna khi lu pa mô ta di su pa to
Rahado wa apetakandamo samdarama pagwanti tadino. Bata wisamo no wirujati indakilu pamo tadisupato. Rahado wa apetakandamo samrarana pagwanti tadino. Như đất không hiềm hận, như trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vị, không luân hồi vị ấy. Và bản dịch của Hòa, Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, mà con có cái chỗ nào mà sai, con kính Ngài sửa lại cho con. Alo, 123, 123, kính lễ để được phát trang. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô tu nữ Phúc Hạnh chờ một tí nha. Xin tâm phương phân tích trường âm, đoạn âm chính xác, không có sai. Nhưng mà câu 1, câu 2 là đọc sai. Đọc sai ở đây có nghĩa là ví dụ như bát thấu quý thì đọc bát thấu quý ha, nhưng mà khi phân tích là chữ quy là trường âm thông thường, rồi chữ indakilu pamo ha thì phân tích là kilu pamo chính xác, nhưng mà đọc là indakilu pamo ha. Đặc biệt ha, đây cũng là một trường hợp đặc biệt mà trong room này chỉ có một mình Sĩ Phương là không nói đoạn âm mà nói đoạn âm y đô ba thá là hai đoạn âm, quý vị thấy vậy mà còn xa đúng hay chứ ô đê. Nhưng mà phân tích thì tuyệt vời, rõ ràng chính xác, nhưng mà chỉ nghe giọng đọc thôi. Bát thấu quý thì đọc là bát thấu quý ha, indakilu thì đọc là indakilu ba mồ. Đây cũng là một điều đặc biệt ha. Rồi sa thu si tâm phương tiến bộ, phân tích vậy là tiến bộ, bởi vì khi mình phân xong cái giọng đọc mình sẽ nhìn vô đó và điều chỉnh ha. Rồi cố lên. Ai mời cô tu nữ Phúc. Dạ, Nam mô Bụtthaya, Nam mô Uttamaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Đạo Tràng. Dạ, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 95. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Ba tha vì sa mô nô vi rút cha ti in đa khi lô bát mô ta đi xúc bát tô. Ra ha đồ vá á bề ta các đá mô sàm xà ra ná phá quát tí ta đi nô. Ba tha vì sa mô nô vi rút cha ti in đa khi khi lù ba mồ tà đi xúc bát tô. Dạ, bá thá là hai đoạn âm, vi là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, mô nô là hai trường âm thông thường, ví là đoạn âm, lút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Câu số 2, in là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, khi lưu âm thông thường, bá là đoạn âm, mô ta là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Ra hát đồ quá á bề tắc các đá mồ sàm xà ra ná phá quá tí tà đi nô.
Rá há là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, b là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, đá mô là hai đoạn, đá là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường. Câu số 4. Sang sara na pha quá tí ta đi nô. Sang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Sara là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, phá là đoạn âm, van là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ba tha quý sa mô nô quý rút cha tí in đá khì lù ba mô tà đi suốt ba tô. Ra ha đồ quá á bề ta ca đá mô sang khà ra ná phá quá tí tà đi tô đi nô. Ba tha quý sa mô nô quý rút cha tí in đá khì lù ba mô tà đi suốt ba tô. Tô bề ta ca đa mô sằng xà ra na pha quá tí tà đi nô. Như đất không hiềm hận, như trụ cột kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vị ấy. Dạ con xin kệ. Ba tha vi sa mô no vi ru cha ti in da khi lu ba mô ta di so ba to ra ha do va be ta ka da mô sang sa ra na pha wa ti ta di no. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong các sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính tri ân ngài đã bốt bài. Dạ con xin mời vị tiếp theo. Alo. À, 123. Kính lễ đến vừa đến vừa pháp hội. À, quý vị thấy cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Chắc cũng bị phân tâm. À, cái từ mà đọc sai nhiều nhất á là pha quần tị, cái động từ này số nhiều ha, chứ không phải à, cô tụi nữ không phải à, đây là một động từ số nhiều chứ không phải động từ số ít. Khi nào mà động từ số nó con à, một động từ số nhiều, nhưng mà đa số thì sư cô Hạnh đọc là pha quá tí không à. Ừ. Và một cái chỗ là AP tắc cắt đa mô, AP tắc cắt đa mô, thì chữ đa mô này á, à, cô tụi nữ Phúc Hạnh cũng bị phân tâm, chỗ đó. À, quý vị nghe lại trên YouTube và quý vị thấy rằng chỗ này, à, đọc tới chỗ này cô tụi nữ Phúc Hạnh nghĩ tưởng đến cái gì đó mà quên đi chữ đa mô. Đó là một đoạn âm và một trường âm, và chữ sai nhiều nhất tức là chữ phá quanh tí mà đọc là phá quá tí. Rồi cố gắng ha. Nhưng mà đa số trong đạo tràng của chúng ta vị nào cũng rất là chuẩn khi mà phân tích về trường âm đoạn âm. Mà khi phân tích trường âm đoạn âm chuẩn rồi là xin lỗi, quý vị rất là tự tin. Bây giờ quý vị không tin nè, nghe cô Sĩ Quang Hạnh nè trình bày ha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh.
Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 95. Ba tha quỳ sa mô nô quy rúc cha ti in đa khi lô ba mô. Và con xin sám hối, con xin đọc lại. Này, khi lô chứ phải khi lô. Ba tha quỳ sa mô nô quy rúc cha ti in đa khi lô ba mô ta đi su ba tô. Yaha đồ qua a bê tắc cát đa mô sẵn sà ra na pha hoàn ti ta đi nô. Rồi, nó hết hơi quá. Ba tha quỳ sa mô nô quy rúc cha ti in đa khi lù ba mô ta đi sô tô. Yaha đồ a bê ta cát đa mô sẵn sà ra na pha hoàn ti ta đi nô. Dạ, con xin phân tích cả bài luôn. Bá thá là hai đoạn âm, quy là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, mô nô là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, rúc là trường âm nhấn, trá tí là hai đoạn âm, in là trường âm nhấn, đá đoạn âm, khi lô là hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, rá há là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, quá á là hai đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ra là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná phá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại toàn đoạn câu pháp cú 95. Ba tha quỳ sa mô nô quy rúc cha ti in đa khi lù ba mô ta đi xúc ba tô. Ya ha đồ qua a bê ta cát đa mô sẵn sà ra na pha hoàn ti ta đi nô. Như đất không hiểm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Đấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin kệ. Bà tha quy sa ma mô nô quỷ rúc cha ti in đa khi lô bà mô ta đi su ba tô. Ya ha đô qua a bê ta cát đa mô sang sa ra na pha quan ti đa ti nô. Bà tha quy sa mô nô cung cha ti ki lô đuôi sô. Ya ha đô a bê ta sara con đã đọc của con. Dạ, con xin. Alo, 123123, Xích Nhật Quỳnh đưa tay trễ quá. À, trong khi về, phải nối tiếp anh chứ. Bàn tay này xong là bàn tay khác, làm như vậy mới có sự liên tục. Còn lác đác kiểu này thì thấy buồn quá. À,
À, còn nè, Sít Nhật Quỳnh nè ha, Quỳnh Giang Nhật Hà ha, Sít Tina ha, rồi lâu quá rồi phải để cho Quỳnh Quang rồi lên cho có không khí chứ. Lâu quá Quỳnh Quang tới mà coi như không có tham gia đạo tràng, không đưa tay lên đọc, thấy cũng buồn vậy ha. À, rồi Quỳnh Giang Nhật Hà, Sít Nhật Quỳnh, Sít Tina hay là Quỳnh Quang đưa tay lên trước đi. Lâu lâu mình tới đây đưa tay lên tham gia với đạo tràng cho đỡ buồn. Rồi mời Huynh Quang nè, mời Huynh Giang Nhật Hà này, mời Sít Tina này, Sít Nhật Quỳnh nha. Rồi bàn tay ai đưa lên trước. Rồi Sít Nhật Quỳnh ha. Rồi tiếp tục nha, còn sớm mà. Rồi Sít Tina nè, rồi Huynh Giang Nhật Hà đâu, rồi Huynh Quang đâu rồi. Mời Sít Tina cho đi. Con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 95. Pathavi samo no virucchati indakhi lupamo tadisuppato rahato va apet ta ka ta da mu samsara na pha wan ti ta di no pathavi samuno vi vuccati indakhi lupa mu ta di suppato rahado va ape ta ka ta mu samsara na pha wan ti ta di no. Con xin phân tích câu 1 và 2. Pathavi samo no virucchati indakhi lupa mo ta di suppato. Pa đoạn âm tha đoạn âm vi trường âm thông vi trường âm thông thường xá đoạn âm mo trường âm thông thường no trường âm thông thường quý đoạn âm trường âm nhấn chá đoạn âm tí đoạn âm in trường âm nhấn đá đoạn âm khi lu hai trường âm thông thường bá đoạn âm mô trường âm thông thường ta trường âm thông thường đí đoạn âm xúc trường âm nhấn bá đoạn âm tô trường âm thông thường pathavi samo no virucchati indakhi lu pamo ta di suppato. Câu 3 và 4. Rahado wa ape Rahado wa ape ta kada mo samsara na pha wan ti ta di no. Raha hai đoạn âm, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, á đoạn âm, vê trường âm thông thường, tá đoạn âm, khách trường âm nhấn, đá đoạn âm, mô trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ra hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, phá đoạn âm, quanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, lý đoạn âm, nô trường âm thông thường. Raha do wa abe kakada mo samsara na pha wan ti ta di no. Pathavi samo no virucchati indakhi lupa mo ta di suppato. Raha do wa abe kakada mo samsara na pha wan ti ta di no. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi, vị ấy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pātha vīsāmo nivīrucchati indikālūpamo tadisuppato rahado vā abhetakhandamo saṃsāraṇā pavanti tadino.
Pa tha vi sa mo ni vun ni vi vun cha ti in dang khi lu pa mo ta di sum pa tu ra ha tu wa a pe ta khan da mu sang sa ra na pha wan ti ta di no. Dạ thưa ngài, con đã đọc xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Thị Na. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Tha đó, Giang Nhật Hà, Tha Giang Nhật Hà đó. Sợ Nhật Quỳnh cầm mít mời phải không? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không ạ? Nếu quý sư có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức có trước máy không? Nếu quý sư có cho con xin một tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa ông bài thì kính mời đầu tràng. Dạ, Nhật Quỳnh. Dạ, bạch ngài, con không có trước máy nên con đâu có dám đưa tay. Con nghe êm thì con chạy lợi thôi chứ con không có trước máy. Dạ, xin ngài hoàn hỷ cho con. Dạ, dạ không có bàn tay thì con xin được trả bài cao pháp quốc kinh số 95. Ba tha quỳ sa mô nô vi rô cha ti in đa khi lô ba mô ta đi sức ba tô ra ha đô qua a bê cha cát ta mô sam sang sa ra na pha quan ti ta đi nô. Ba tha quỳ sa mô nô vi rô cha ti in đa khi lô ba mô ta đi sức ba tô ra ha đờ và a bề ta cát đa mờ sằng xà ra na pha hoàn ti ta đi nô. Dạ con xin phân tích bốn cầu luôn ạ. Ba thá hai đoạn âm quy trường âm thông thường, xá đoạn âm mô nô hai trường âm thông thường, quý đoạn âm rút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, in trường âm nhấn, đá đoạn âm, khi lưu hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô ta hai trường âm thông thường, lý đoạn âm, sức trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ra há hai đoạn âm, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, á đoạn âm, bê trường âm thông thường, tá đoạn cách trường âm nhấn, đá đoạn âm, mô trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa ra hai đoạn, xa ra hai trường âm thông thường, ná phá hai đoạn âm, quanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đi đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ba tha quỳ sa mô nô vi rô cha ti in đa khi ba mô ta đi súp ba tô ra ha đờ qua áp bề ta cắt đa mô sẵn xa ra na quả ti ta đi nô. Như đất không hiềm hận, như cục trụ kiên trì, như hồ không buồn nhớ, không luân hồi. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con để con sửa. Dạ con xin được cải ạ.
Bà tha vi sa mơ nở vi ruột cha ti in đa khi lâu bà mô ta đi sấp ba tô ra ha đơ wa a bè ca cát đa mơ sẵn xa ra nà pha quan ti ta đi nô bà tha vi sa mơ nở vi rùa cha ti đến in đa khi lưu ba mô ta đi sấp ba tô a ra đô wa a bê ta cát đa mô sẵn xa ra nà pha quan ti ta đi nô con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Ngược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng Nam Mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức và Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang, đại đức có trước máy không ạ? Quý sư có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ bạch ngài, quý sư thì không có trước máy mà đạo tràng thì không có vị nào đưa tay nữa. Dạ con thấy tín hiệu của ngài rồi. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Mai Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Hôm nay vì do đến trễ của đạo tràng, xin lỗi đồng hồ hết pin, cái điện thoại hết pin rồi không nghe reo. Và quý vị biết rằng một cái điều hy hữu, lần đầu tiên ở trong cuộc đời của chúng tôi là cách đây 5-6 cây số, hai vị đại đức bên chùa Phước Sơn chạy qua gõ cửa, và gõ cửa một cái hay nữa là chúng tôi thức dậy. Chứ nếu mà không thức dậy thì các quý vị đó nghĩ rằng chúng tôi đi theo ông bà rồi. Khi thức dậy mở cửa thì quý vị rất rằng 4:20 rồi, và 4:20, 4:15 gì đó. Khi đó Sinh Mít Ta đừng lễ bái tam bảo, đừng thọc trì quy giới và cũng kết thúc chương trình. Thì đây là trường hợp đầu tiên ha, mà chúng tôi thấy cái sự việc này. Gọi 6 lần luôn, điện thoại hết pin, làm sao reo được. Bởi như vậy cho nên hôm nay là thường thường là chúng tôi đến đạo tràng rất là sớm, chưa đến 3 giờ chúng tôi đã dậy và mở pháp để mà nghe. Nhưng mà hôm nay thì quý vị thấy trường hợp này ha, đây là một trường hợp mà bị mất dịch. Chứ nếu mất dịch mà được qua khỏi, tức là được hai vị đại đức ở chùa Phước Sơn chạy ra kèo mới thức dậy. Nếu mà không thức dậy là coi như mất dịch luôn rồi. Chắc là bà con cũng có ý nghĩ được, cái đồ mất dịch, ham ăn mê ngủ ha. Nhưng mà thức dậy được vậy là tốt lắm rồi. Sám hối đạo tràng trước đi. Và trường hợp này cũng bị lây nhiễm nè. Có người đến với đạo tràng nhưng mà không đưa tay lên để mà đọc. Lý do sao? Tại cái này gọi là tu đi á, lo chạy lòng vòng ở ngoài đường để rồi bị lúng bánh xe, phải đi sửa, phải đi bơm bánh xe. Thì trường hợp này cũng hơi giống chúng ta. Vô đạo tràng mà không chịu đưa tay lên, cùng méo mặt méo miệng ấy chứ. Tức là bị lúng cái lốp xe nhiều quá cho nên thấy đau khổ. Mà người hay đau khổ thì thể hiện cái nắc mặt nó cũng hơi khó coi ha. Phải không Vinh Giang ạ? Rồi, thôi hôm sau. Bây giờ câu Phật ngôn này rất là tuyệt vời. Trên hình thức này,
quý vị thấy trên tiếng Việt này, như đất, như cột trụ, như hồ. À, chữ như đất á, thì cái từ gì nó ví dụ? Sammo, như đất. Rồi như cột trụ là cái gì? Upamo. Rồi như hồ là cái gì? Cá đồ quá. Thì cái chữ ý quá này, chữ upamo này, chữ sammo này, đây là ba cái trường hợp so sánh ha. Như mặt đất này, như cục trụ này, như hồ nước. Nhưng mà những cái sự so sánh này, những cái thí dụ này, chúng ta thấy rất là thú vị. Thú vị ở chỗ nào? Ba cái sự so sánh này là không luân hồi. Tức là cái người mà như đất à, rồi à, như cục trụ, như hồ nước. Cái vị mà được ba cái trường hợp đó, tức là không luân hồi. Tại sao? Mặt đất á, thì quý vị thấy đổ nước hoa xuống nó cũng không khen, mà đổ đồ dơ xuống nó cũng không hận. À, mặt đất nó có một cái trạng thái bình thường à, với cái tâm xã. Rồi cột trụ sao? Cột trụ thì gió lay chuyển thế nào nữa, cột trụ vẫn là cột trụ, nó vẫn bền ráng với tuế nguyệt, tức là không có lay động. Rồi hồ nước làm sao? Không có buồn nhơ, không có buồn nhơ, có nghĩa là cái hồ nước nó bình lặng, nó bình lặng mới thấy không buồn nhớ. Cho nên mà cái mặt nước mà nó gợn sóng hoặc nó vẫn đục ấy, thì cái hồ đó là cái hồ không sử dụng được. À, cho nên hôm nay cảm ơn hai vị ở bên chùa Phước Sơn đã đến với chúng tôi và chúng tôi thức dậy, chứ còn nếu không là mất dịch rồi, bữa nay là quý vị không gặp chúng tôi đâu. Rồi xin thành kính tri ân ngài Hòa Thượng Bửu Chánh và cũng tri ân hai vị đại đức này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận câu Phật ngôn này, một câu Phật ngôn rất là tuyệt vời mà khổ một cái khó đọc. Chính vì vậy cho nên những cái vị mà muốn học cái câu này à, hoặc là muốn học những cái câu Phật ngôn này phải đi sớm sớm một chút. Khi mà đến sớm thì khi mà chúng tôi phân tích trường âm, đoạn âm à, à, khi mà giọng đọc á, thì quý vị có một sự nhận định ha. Rồi khi đó quý vị tiếp thu nó dễ hơn. Còn quý vị đến trễ à, thì nhiều khi á, chúng ta đọc nó có những cái hơi lấn cấn. Sau thì bây giờ đi vào à, ý nghĩa tự vận ha. Quý vị nghe rõ không ạ? Có nghe tiếng hú không? À, nghe rõ, xà rú. À, hôm nay sư thiền vũ tuyệt vời. Cái giọng đọc Pali cũng như cái giọng kệ của sư thiền vũ hôm nay tiến bộ rõ rệt. Rồi, chắc hết khúc rồi ha. À, câu đầu tiên. Bát tháo quỳ sa mô nô ni rốt cha ti. Bát tháo quỳ sa mô nô ni rốt cha ti. Bây giờ chúng ta phân tích câu này ha. Chữ bát tháo quỳ sa mô cho hai từ, tức là bát tháo quỳ là một, sa mô là hai. Bát tháo quỳ đây là một danh từ nữ tính ha. Y ca ranh ta ít thiền ra bát tháo quỳ có nghĩa là trái đất, mặt đất, chứ không phải gà trống đâu nghe. Bậy sĩ tâm phương này, xin lỗi làm rối đồ hình, làm bà con vô nghe chữ bát tháo quỳ là con gà trống hả? Không phải đâu nghe. Bát tháo quỳ là mặt đất, trái đất. Rồi chữ sa mô do cái từ sa ma đây là một tỉnh từ ha, có nghĩa là ngang bằng ví như, ngang bằng ví như. À, đây là một trạng từ ngang bằng ví như,
thì ví như mặt đất, ví như mặt đất. Nhưng mà chữ Samma nó đứng làm chủ từ số ít và tham ăn Ekavachana Vipatti, cho nên Samma biến thành Sammo. Bathavi Sammo có nghĩa là ví như trái đất, ví như trái đất, ví như mặt đất. Rồi đó là hai từ đó đi chung, chúng ta đọc mà Bathavi ha, chứ không phải là Bathavi. Rồi tiếp theo Bathavi, rồi chữ nô ha, chữ nô, chữ nô ở đây là một cái gì đây? Chữ nô, chữ nô là do cái chữ ná cộng với chữ ú, chữ ná cộng với chữ ú, đây là một hình thức bất biến từ, có nghĩa là không. Chữ ná cộng với chữ ú và biến thành chữ nô, nô có nghĩa là không. Nên quý vị mà ở Mỹ thì biết cái chữ này là không rồi, chỉ có ở nước khác á. Nghe chữ nô này, nhất là Việt Nam, nghe chữ nô này là thấy no bụng mà ha. Nhưng mà ở Mỹ thì đó là không. Còn Việt Nam mình á, cái này là đói chứ không phải là no đâu. Rồi, Virocchati. Virocchati, động từ số ít. Căn ngữ rốt có nghĩa là thù hằng, thù hằng ha, thù hằng. Đây là một động từ số ít. Virocchati là thù hằng, thù hằng. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 2. Câu số 2 sang đây. Indakhi lu ba mô ta tiếp xúc ba tô. Indakhi lu ba mô, ở đây do hai từ cộng lại, Indakhi lá cộng với u ba mô. Indakhi lá, đây là một danh từ nam tính, Afran Tapum Linga. Indakhi lá có nghĩa là cột trụ, cột trụ. Và ở đây nếu mà đi vào chi tiết thì chữ in đá này nó là một danh từ nam tính, Akaran Tapum Linga. In đá có nghĩa là nói về Đức Vua Trời Đế Thích, tức là Đức Vua Trời Đế Thích ngự trị cõi 33 đó ha. Chữ in đá cũng ám chỉ về về Đức Vua Trời Đế Thích. Rồi chữ khi lá, khi lá nó cũng là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Khi lá là cột trụ. Nhưng mà ở đây Indakhi lá nghĩa là cái cột trụ, cột trụ. Và chữ Upamo do cái từ Upama, Upama là một tính từ, có nghĩa là ví như. Và chữ Upama này được chia theo chủ từ số ít và tham án Ekavachana Vipatti, cho nên Upama biến thành Upamo, Upamo ví như. Indakhi lu ba mô, Indakhi lu ba mô có nghĩa là ví như cột trụ. Indakhi là thành như cột, ví như cột trụ, ví như cột trụ. Rồi chữ ta đi, ta đi do cái từ ta đi, ta đi, ta đi, đây là một tỉnh từ nam tính hả, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít mà tham á Ekavachana Vipatti, cho nên chữ ta đi, ta đi có nghĩa là đức tính, đức tính. Rồi chữ sắp ba tô, đức tính, tính chứ không phải đức tin, có gì hát làm sao, đức tính.
Còn đức tin là nói về sắc tha mới là đức tin. Còn đây là ta đi là đức tính. Yeah. Rồi chữ cuối cùng sắp ba tô, sắp ba tô. Đây là một tính từ, nam tính. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ số ở phía trước có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Và chữ ba tô do cái từ quá tá. Quá tá là một danh từ nam tính, ác cùng linh gá. Quá tá là sự hành trì. Vậy thì sắp bạc tô là vị có sự hành trì tốt đẹp. Vị có sự hành trì tốt đẹp. Hoặc là vị có đức tính tốt đẹp. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Ra hạt đô quá áp bề tắc khắc đam mồ. Ra hạt đô quá áp bề tắc khắc đam mồ. Chữ ra hạt đô. Ra hạt đô. Do cái từ ra. Ra hạt đá có nghĩa là. Có nghĩa là hồ nước ha. Hồ nước. Và cộng với ý quá, cộng với ý quá, nó biến thành Rahado quá. Rahado quá là ví như hồ nước. Chữ Rahado đứng làm chủ từ ha. Và cộng với ý quá, là nó biến thành Rahado quá. Ví như hồ nước, tức là khi chưa chia thì nó là Rahada. Nhưng mà khi đứng làm chủ từ là Rahado. Và khi Rahado cộng với ý quá thì nó biến thành Rahado quá, ví như hồ nước. Rồi. Abe tắc cắt đa mồ. Abe tắc cắt đa mồ. Chữ Abe tắc. Chúng ta thấy Apa đi trước ha. Tiếp đầu ngữ Apa đi trước. Đi trước cái gì? Đi trước căn ngữ ý cộng với ta. Đây là một cái dạng mà quá khứ phân từ. Một cái dạng quá khứ phân từ. Rồi thêm chữ cắt đa mồ. Cắt đa mồ. Nó là một danh từ nam tính ha. Cắt đa má. A karan ta phong linh ga. Và cắt đa má có nghĩa là buồn. Có nghĩa là buồn. Sinh ha. Thì ở đây Ape ta là đã được đi khỏi. Ape ta đã được đi khỏi. Rồi cắt đà mô là buồn. Vậy thì Ape ta cắt đà mô nó đứng làm chủ từ. Không buồn nhơ. Ape ta cắt đà mô là không buồn nhơ. Ví như hồ nước không buồn nhơ. Rồi, và câu cuối cùng. Sang sa ra na pha quan ti ta di no. Sang sa ra na pha quan ti ta di no. Sang sa ra. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sang ở phía trước. Cái nghĩa là hoàn toàn, là cùng. Ha? Là cùng, là hoàn toàn. Tận cùng ha. Sansara đây là một danh từ nam tính. Akarantapumlinga và đứng làm chủ từ số nhiều là các sự luân hồi. Các sự luân hồi sansara. Sự luân hồi. Rồi chữ na có nghĩa là không. Phá quanh tí trở thành hay là na phá quanh tí là không, là không trở thành. Chữ phá quanh tí do căn ngữ phu ha. Đây phá quanh tí là động từ số nhiều.
không là không trở thành. Và chữ ta đi nô, ta đi nô, ta đi nô, quý vị thấy chữ ta đi ở phía trên hả? Ta đi ở phía trên. Còn đây ta đi nô có nghĩa là của người có điều ấy, tức là của người có đức tính ấy. Mà người có đức tính ấy là cái gì? Như đất, như cục trụ, như hồ nước. Của người có đức tính ấy, ta đi nổ. Vậy thì câu Phật ngôn 95 cho chúng ta ý nghĩa: ví như vị có sự hành trì tốt đẹp, ví như trái đất không thù hằn, ví như cột trụ chống, như hồ nước đã được hết buồn, không còn các sự luân hồi đối với vị như thế ấy. Chúng tôi xin lặp lại: vị có sự hành trì tốt đẹp, ví như trái đất không thù hằn, ví như cột trụ chống, tự như hồ nước đã được hết sình, không còn các sự luân hồi đối với vị như thế ấy. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: đất kia cao mặt bao giờ, trụ đồng kiên cố, ao hồ lặng thinh, sa môn tâm ý quân bình, lang thang vô định, tái sinh nào còn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát: đất kia cao mặt bao giờ, trụ đồng kiên cố, ao hồ lặng thinh, sa môn tâm ý quân bình, lang thang vô định, tái sinh nào còn. Alo, còn nghe không đó? Sao im ru hết trơn thế này? Hay là tự biên tự diễn đây? Sa thủ sư Trường Vũ nghe rõ ha, tốt rồi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: như đất không niềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vì ấy. Như đất không niềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vì ấy. Trời đất ơi, nghe cái này không chịu nghe, gà gái lại nghe, người gì mà sống nhiều chuyện phóng tâm quá đi. Rồi hỏi cái quốc trả lời, hỏi trời trả lời dưới đất. Hay thế này không chịu nghe, nghe toàn cái chuyện gì đâu. Rồi bây giờ chú ý nè, nghe duyên sự. Tại sao chúng ta sống như đất? Tại sao như cục trụ kiên trì? Tại sao như mặt hồ tĩnh lặng, không buồn, không gợn sóng? Rồi cái này mới quan trọng nè. Nghe này mà không hiểu á, thì coi như cái bài học này là coi như bỏ qua một bên, hồi nãy giờ là mất công. Tức là nếu mà không chú tâm mà nghe cái duyên sự này á, thì khi nãy giờ chúng ta học bỏ qua một bên ha. Duyên sự hay quá mà không nghe sao được. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến Ngài Sariputta. Bây giờ quý vị biết sao cho đúng tên của Ngài Sariputta đi. Khi nào mà quý vị biết đúng cái tên của Ngài Sariputta thì khi đó mới thấy câu chuyện này thú vị. Thú vị cũng giống như thí dụ á. Thí dụ ba cái thí dụ ở đây này, chị Sariputta mà biết vậy hết á, đúng không bà con? Sariputta tưởng lão, đúng rồi. Nhưng mà chữ ri có dấu ở trên sari chứ không phải sari. Sari có nghĩa là ngài á, chữ Buddha là con của bà sari, con của bà sari ha.
Nhớ hả, chữ Bút Tá, Bút là con ha, Bút Tá là con hả? Con của ai? Con của bà Sari, cho nên gọi là Sariputta. À, Sariputta rồi, xà thủ. À, biết đúng mà ha, đúng thì nghe. Khi mà mãn mùa an cư, một thời nọ, ngài Sariputta muốn đi vân du, rồi vào xin phép được bổn sư, đảnh lễ ngài cáo từ ra đi với đoàn tùy tùng của mình. À, và nhiều vị tỳ khưu ở cái nhóm khác cũng đi theo ngài sư lão, bởi vì ngài Sariputta là một vị tướng quân chánh pháp, là một vị thượng thủ thinh văn tay mặt của Đức Phật. À, dưới tay của ngài Sariputta là có 500 vị tỳ khưu tùy tùng. Mà quý vị biết 500 vị tỳ khưu đó trong quá khứ là cái gì? Trong quá khứ là 500 con dơi mà nghe cái vị tỳ khưu trong hang động đó tụng về vi diệu pháp. Cái từ mà vi diệu pháp hay nhắc đi nhắc lại đó là Ayatana. Ayatana uẩn sư dơi đế ha. Thì cái từ Ayatana này được lặp đi lặp lại. Và 500 con dơi đó nghe nó khoái quá, nghe nó ghiền luôn. Cho nên mỗi buổi chiều mà khi mà tụng vi diệu pháp, vi diệu tạng này thì nó nghe, mà nghe nó không hiểu gì hết, nghe từ Ayatana, Ayatana, Ayatana. Và nó nghe như vậy rồi nó hoan hỷ với cái âm thanh đó. Để rồi khi mà nghe xong rồi nó mới chịu đi ăn. À, tức là tụng xong vi diệu pháp, nó nghe xong rồi nó bắt đầu đi ăn. À, tức là thường thường buổi chiều rồi. Thì sau khi tái sanh lại làm người trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gautama, thì 500 con dơi này trở thành 500 vị thiền gia nam tử, gặp được ngài Xá Lợi Phất, thuyết vạn giảng về Abhidhamma. Và nó nghe thì nó nhớ lại, cái từ này nghe quen quá, Ayatana, nghe quen quá. Và nó chú tâm nó nghe, để rồi chứng đắc thánh quả A-la-hán, trở thành 500 vị tỳ khưu tùy tùng của ngài Sariputta. Thì khi mà ngài Sariputta cùng với đoàn tùy tùng của mình và nhiều vị tỳ khưu ở nhóm khác cũng đi theo ngài Sariputta luôn. Những vị tỳ khưu được ngài Sariputta biết rõ tên họ, và những cái vị trưởng lão khác quay lại chào hỏi thân mật theo Hòa Lạc. Thì lúc đó có một vị tỳ khưu không được ngài Sariputta lưu ý, đứng lẫn lộn trong đám tăng chúng đó. Có nghĩa là ngài Sariputta trong cái vấn đề xã giao, gặp vị nào cũng chào hỏi, cũng tùy theo Hạ Lạc, tùy theo cái bản tính mà có một cái giao tiếp rất là thân mật. Còn vị tỳ khưu này thì không được ngài trưởng lão Sariputta lưu ý, vì đã đứng lẫn lộn trong đám đông của tăng chúng. Vị tỳ khưu vô danh này thấy mình không được ưu đãi như các vị tỳ khưu khác, cứ nghe không được chào đón, không được hỏi han, thì buộc oan trái với ngài Sariputta. Và khi đó ngài Sariputta vô tình để cái tăng già lê của mình chạm vào mình của vị tỳ khưu ấy. Quý vị biết cái y tăng già lê là một cái y hai lớp khoác lên trên vai, mà khi quay qua quay lại chào hỏi cho người này chào hỏi người kia, thì cái chéo y của tăng già lê đó được bắt ngang vai, kéo dài xuống phía dưới, thì vô tình cái chéo y đã đụng phải vị tỳ khưu mà đang có cái tâm oán trái vì không được chào hỏi nữa, bất bình, bất mãn. Và khi đó mới cột oán trái, cột oán trái với ngài Sariputta. Ngài trình lên với Đức Phật, vị tỳ khưu đó lên cáo quan với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn,
ngài trưởng lão Sariputta, ý mình là thượng thủ kinh văn lớn nhất trong tăng chúng. Cho nên khi ra đi văn du, ngài trưởng lão này đã đánh con bút bể cái bàn tay mà không có sám hối, không có xin lỗi. Đây là một sự vô oan. Và quý vị thấy rằng ngài Sariputta chỉ là vô tình để cái chéo y của mình đụng phải vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó liền báo với Đức Phật là đánh muốn bể cái bàn tay mà không sám hối. Thì thấy một cái sự tu tập gì mà giữa tăng chúng có Đức Phật mình vô oan cho ngài Sariputta. Đức Phật không phải nghe một bên. Cho nên khi mà trình báo như vậy thì Đức Phật bảo hãy đi gọi Sariputta đến đây để phân xử cái vấn đề này. Và ngay khi đó thì ngài Maha Moggallana này, ngài Ananda này, nghĩ ô sư huynh của ta thì không có đánh vị tỳ kheo này đâu. Nếu mà Đức Bổn Sư không biết rõ sự thật thì oan cho sư huynh của ta lắm. Cho nên hai vị trưởng lão muốn cho ngài Sariputta rống lên tiếng rống của con sư tử, mới bảo nhau chúng ta hãy triệu tập tăng chúng quy tụ lại đây. Và thế là hai vị trưởng lão mở hóa các cái cửa ra vào cái đạo tràng, kêu gọi cả các vị tỳ kheo hãy tập hợp lại, các trưởng lão hãy đến đây, hãy đến hội trường này đông đủ. Hôm nay trước mặt Đức Thế Tôn, trưởng lão Sariputta sẽ rống lên tiếng rống của con sư tử. Nghe ghê quá. Ngài Sariputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đó Đức Phật hỏi trưởng lão Sariputta về câu chuyện mà vị tỳ kheo vô danh đã tố cáo. Thay vì nói con không có đánh tỳ kheo này, trưởng lão chỉ thuyết trình về cái đức tính của tự ngã. Và Đức Thế Tôn: thật vậy, tỳ kheo nào mà chưa thuần thục trong các cái đề mục về thân trượt, tâm còn luyến lưu một bạn đồng phạm hạnh nào đó, chưa dứt bỏ được thì nên ra đi hành đạo. Rồi trưởng lão Sariputta giảng giải và Đức Thế Tôn ví như mặt đất. Trên đó người ta bỏ đồ dơ sạch hay đồ dơ hay là đồ thuần khiết, nó vẫn như thường. Tâm của mình cũng bình thản như mặt đất vậy đối với mọi sự thị phi. Hoặc nói một cách khác, tâm của mình cũng bình thản như nước, như lửa, như gió, như bụi, như thanh niên chưa đầy da, như con bò nó rụng sừng, như cái chán mở đặc. Với lại tự thân của mình thật đáng ghê tởm như xác của con rắn mà nó chết sình, như cái chảo chiên dầu mỡ, chứ nào có đáng được trân trọng bảo trì làm cái gì. Trong khi ngài trưởng lão thuyết trình, tự ý mình như kiến vật ở trên đây, thì bắt đầu từ mặt đất đến nước thì quả địa cầu rung động. Đến khi trưởng lão Sariputta ví mình như là từ cái hạt bụi đến thanh niên chiên là la, đến cái chảo chiên dầu chiên mỡ, thì các vị tỳ kheo còn phàm không còn cầm được nước mắt. Các bậc A La Hán lậu tận thì kinh cảm là vì cái pháp nó làm cho rung động. Trong khi trưởng lão đang xuất trình về các đức tính của mình có theo thứ lớp như vậy, thì vị tỳ kheo cáo gian nghe trong mình toàn thân bị nóng như là lửa đốt, vì đã quỳ một dưới chân của Đức Thiện Thể, rồi tự thú là mình cáo oan trưởng lão Sariputta. Đức Phật gọi vị trưởng lão Sariputta đến và bảo: này Sariputta, hãy tha tội cho kẻ này.
để cho đầu của nó khỏi bị bể thành bảy mặt. Ngài Sariputta ngồi xổm xuống, chắp tay lại và nói: Bạch Ngài, con tha thứ cho vị tỳ khưu này và xin hãy xá lỗi cho con nếu mà con có lỗi. Các vị tỳ khưu nói chuyện với nhau: Này các đạo hữu, hãy nhìn xem, trưởng lão Sariputta có đức tính vô thượng. Bây giờ đối với các vị tỳ khưu nguyên cáo giả dối như vậy mà trưởng lão không có cái tâm giận hờn một chút nào cả, là còn tự mình ngồi xổm xuống chắp tay sám hối nữa chứ. Đức Phật nghe câu chuyện như vậy mới hỏi: Này các tỳ kheo, các thầy nói chuyện gì vậy? Bạch Ngài, chúng con nói chuyện về vị tỳ khưu cáo gian Ngài Sariputta. Khi nghe như vậy thì Đức Phật mới nói: Này các tỳ kheo, không thể nào làm cho cái hạng người như Sariputta phát lên cái tâm sân hận. Này các tỳ kheo, tâm của Sariputta bình thản như mặt đất, kiên cố như cái cột cắm giữ của chư thiên, thanh tịnh như nước ao không có sình lầy vẩn đục. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 95 này. Đọc lại cho bà con nghe ha. Bát quỳ sa mô nô ni rô cha ti in đa kỳ lù ba mô ta đi sắp bát tô ra hạ tô quá bề tắc cắt đa mô sẵn sà à na phá hoành tí tà đi nô như đất không hề mặn, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhớ, không luân hồi vị ấy. Và khi câu Phật ngôn này kết thúc thì 9000 vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả A La Hán. Một câu Phật ngôn mà 9000 vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả A La Hán với tuệ phân tích. Và duyên sự này cho chúng ta thấy rằng pháp chủ mà còn bị cáo gian, người ngay đâu lẽ chịu hàm oan. Phân minh tự ý mình như đất. Rồi chẳng lẽ đây hàm chứa bao dung chẳng thở thanh. Phật dạy tâm người đã hết sân là tâm la hán bậc siêu nhân, vẫn như trụ đá trên thiên giới, sánh tới trùng dương chẳng nhốn trần. Câu Phật ngôn 95 kết thúc. Thời gian còn bao nhiêu? 6:20, 10 phút nữa. Quý vị biết cái Indakilu Bamo, đây là một cái cột trụ mà không phải dưới đất này, mà cột trụ làm cái ranh giới giữa chư thiên và Atula. Thường thường á, Atula hay lên tấn công chư thiên, và cái cục trụ này á, để làm ranh giới. Nghĩa là khi mà Atula mà nó say xỉn rồi nó lên tấn công chư thiên á, thì Đức của trời để thích phòng chống và coi như bắt được những Atula đó quăng xuống dưới cái núi Tu Di. Thì đây là cái cục trụ mà chống trời, làm ranh giới, chứ không phải là dưới này thấy những cái cục trụ mà chúng ta thấy rào hàng rào hay là làm cầu, không phải đâu. Vậy thì ở đây có ba cái ví dụ như đất, ví dụ như cục trụ, ví dụ như hồ nước. Những cái ví dụ này chúng ta cảm thấy rất là thú vị khi mà vị đó không bị có được những cái đức tính mà bình thản như đất ha, không lay chuyển như cột trụ ha, rồi vắng lặng như mặt hồ mà không có buồn lầy vẫn đục. Với những đức tính đó thì vị này không luân hồi sinh tử. Mình nói lên Ngài Sariputta thì chúng ta còn nhớ một câu chuyện. Có một ông Bà La Môn
ai cũng tán thán, ai cũng khen ngợi, ai cũng tán dương ngài Sariputta là tuyệt vời, người không có sân hận. Thì ông này ông tin, ông canh ma, ông nói bà con hãy coi tôi đây nè, con người do cái gỗ đá gì mà không sân, tại không đụng chuyện thôi. Hãy coi tôi nè, hôm nay ngài trưởng lão của quý vị sẽ nổ bộ đề gai lên cho coi. Rồi ông ta tất tích đi theo tôi, đi theo tôi để coi ai nói là ổng không có sẵn, ổng không có nóng giận. Và ông Bà La Môn này đi theo ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài đang đi khất thực vậy thì ông ta không đi phía sau, ông quấn một cái thật mạnh vào vai của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất cũng không quay lại nữa, không nhìn lại là đứa nào, không nhìn lại là cái gì mà nó làm mình đau vậy không, vẫn đi chậm chậm và hỏi cái gì vậy. Thì quấn một cái thật mạnh, nhưng mà cái thái độ của ngài tỉnh bơ như vậy làm ông này cảm thấy đau, ông nóng nảy, ông khó chịu, ông bức rứt. Con người gì mà kỳ cục mình đánh vậy, mình đau cái tay mà con người mình nóng rang lên thế này, mà sao ông này tỉnh bơ, ông đi vẫn đi tỉnh bơ vậy, không thèm quay lại coi đứa nào đánh tao nữa nhé. Gặp đặt ông ta tới trước quỳ xuống sám hối. Bạch ngài, ai cũng nói ngài là từ bi không sân hận, hôm nay thử mới biết ngài thật sự là từ bi không có sân hận. Thôi thì để chuộc lại cái lỗi lầm đó, thỉnh ngài về nhà con để con đặt bát cúng dường cho ngài. Thì cái câu Phật ngôn đó thì quý vị đã học rồi. Đây sự thể hiện của ngài Xá Lợi Phất khi bị vu cáo, bị vu khống, khi mà buộc tội một cách mà mình không có cái chế y, cái chế y chỉ động có chút xíu chứ chóc cái gì đâu mà nói tu gì mà không có nhẫn nại, tu cái gì đâu mà không biết bao dung, mà dạy lên trình với Đức Phật. Thôi ngồi đó có Đức Phật, còn bây giờ thì cái chuyện này xảy ra cái gì, thôi quý vị thảo luận đi. Cái chuyện đó là khi Đức Phật còn tại thế, còn bây giờ không có Đức Phật thì cái trường hợp này khi mà xảy ra như vậy thì quý vị xử như thế nào. Thôi ai có ý kiến xin mời. Alo, ý kiến của quý vị qua câu Phật ngôn này như thế nào, quý vị hãy trình bày đi. Còn mấy phút nữa đó, nếu mà nói hoài nó ông này nhiều chuyện ham nói, người ta có ý kiến cũng chịu cho người ta nói, rồi nói đi. Rồi Sa Thủ xin nhập mình. Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ Sa Thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy từ vựng cũng như như sự cao pháp của kinh số 95. Dạ Nhật Quỳnh cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thấy đồng hồ còn có 5 phút nên con xin đưa tay để ngài nghỉ ngơi chút xíu rồi ngài kết thúc. Dạ theo như con học cao pháp của kinh. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ theo như con học cầu pháp của kinh 95 qua sự giảng dạy của ngài thì con thấy bây giờ không phải là thời Đức Phật, nhưng mà mình học được câu này thì mình phải xét lại mình. Dạ, xét lại mình mỗi khi có việc bất đồng gì đó giữa mình và người khác thì mình phải suy xét mình trước, coi mình có như thế nào rồi mình mới suy xét người. Chứ nếu mà mình không suy xét mình vì tham sân mà mình trách móc người thì cái tội rất là lớn cho mình. Mình không biết người này là tu không tu gì hết, nhưng mà nếu mà mình chỉ cần thêm mắm dặm muối theo cái sân si của mình thì tội mình rất là nhiều. Qua câu này thì mình còn tự phải hiểu, bởi vì có khi bất đồng với người khác thì dù người đó là con hoặc cháu mình cũng vậy,
Tại vì mình nghĩ họ là chúng sanh, chứ mình đừng nghĩ họ là con cháu của mình. Rồi mình giống như ông bà già xưa nói, tao là mẹ mày, nhưng mà mày không tao là chết chắc luôn. Nên con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ con kính dâng bích đến Ngài ạ. Alo, sa thu xin nhiệt quỳnh. Nhưng mà câu Phật ngôn này ấn tượng trong đạo tràng của chúng ta có hai vị, rồi nêu đích danh luôn. Khi mà cái tâm trạng của Ngài Sariputta quý như đất, quý như cột trụ, quý như hồ nước ha, tức là cái tâm nó bình lặng như vậy đó. Nhưng mà khi mà trình bày về câu Phật ngôn này thì trong đạo tràng của chúng ta có hai cái sự đối chọi, tức là cái tâm còn thấp niệm, còn vọng niệm, còn tạp niệm. Đó là ai? Đó là cái hình con gà. Một cái hình con gà đưa lên không nghe cái vấn đề cái bài câu Phật ngôn này mình đọc đúng hay là đọc sai, mình có chú tâm vào cái câu Phật ngôn này hay không, mà hình một con gà trống. Rồi một cái trường hợp nữa là không nghe những cái lời dạy của Đức Phật nói về Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài Xá Lợi Phất đã ví mình như là mặt đất này, ví mình như cột trụ này, ví mình như hồ nước, mà nghe tiếng gà gái khổ đế vậy đó. Đó cho nên cái vấn đề là khi mà chúng ta học phải có sự chú tâm ha, chứ còn chúng ta cứ nghe gà gái ha. Nếu mà quý vị nghe con gà gái mà chúng tôi không nghe được hai vị kia gõ cửa thì chúng ta mất dịch rồi ha. Mặc dù ngủ, mình ngủ về trễ, cái điện thoại nó reo không có nghe nè, hết pin nè, trống trời tiếng điện thoại, nhưng mà nghe cái tiếng hai vị kia gõ cửa rồi chúng tôi thức dậy. Như vậy chúng tôi cũng còn tỉnh chứ chưa bị mất dịch. Mất dịch rồi đi luôn rồi. Cho nên khi người ta thức tỉnh thì mình phải tri ân. Khi trường hợp này Đức Phật Ngài dạy về Ngài Sariputta với cái tâm của Ngài gọi là bất động đối với tám pháp thế gian đi, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm, thì Ngài đã đưa lên ba cái ví dụ nè: mặt đất này, cái cột trụ nè, và cái hồn nữa. Thì chúng ta cũng nên suy nghĩ chút đi ha, để rồi cái sự tạp niệm, cái sự vọng niệm, cái sự thất niệm của chúng ta giảm thiểu, và chúng ta tiếp thu câu Phật ngôn này để rồi khi đối nhân xử thế, Ngài tiếp xúc với mọi người, chúng ta thấy câu Phật ngôn này có lý, áp dụng câu Phật ngôn này chúng ta được sự an vui. Tham mô hóa quê rất cá tiết tham má cha gì ha, thì mình thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, sự an vui sẽ đến với mình. Đó là cái điều mà chắc chắn nè. Thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha wa che na ko tu bố ko tu sa pa da. Do lời chân thật này khiến dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời sư công nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.